Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Sao Bay. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính toán cái số tiền mà các bạn sẽ nhận được ở lần phân chia lợi nhuận đầu tiên. Cũng khá là nhiều các bạn inbox hỏi mình là rút tiền hoàn phí thi ở đâu? Rồi làm sao biết được là số tiền mà mình được hoàn phí thi là bao nhiêu này, rồi số tiền mà bonus vòng 2 là bao nhiêu? Rồi nhiều bạn cũng thắc mắc là nó gửi về chung với lại lần phân chia lợi nhuận đầu tiên hay là nó trả hay là nó sẽ gửi riêng từng phần bonus riêng hoàn phí riêng thì trong video hôm nay mình sẽ giải đáp cách tính toán cũng như là các cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi mình luôn thì trên màn hình các bạn thấy đây chính là tài khoản like tài khoản like gói 20.000 đô các bạn để ý nhá cái ngày mà các bạn được phân chia lợi nhuận lần đầu tiên ấy nhiều người cứ lầm tưởng là đến ngày thứ 30 là các bạn được phân chia lợi nhuận không phải nhá sang ngày thứ 31 là các bạn mới được phân chia lợi nhuận đây các bạn để ý này cái dòng day sin first trade này các bạn để ý ở đây phải là 31 ngày sang ngày thứ 31 các bạn mới được payout các bạn mới được rút tiền đấy sang ngày thứ 31 ấy, thì cái nút payout request này các bạn thấy nó bắt đầu nó sáng lên nó không còn là màu xám nữa các bạn có thể là click vào cái dòng payout request đấy rồi cái chỗ current payout này này ở đây các bạn thấy nó hiện lên cái dòng là 530,31 tức là cái số tiền mà các bạn được phân chia lợi nhuận từ tài khoản like ở đây các bạn thấy này ở đây tài khoản like của mình ấy là mình trade mình trade và đạt được lợi nhuận là 707.08 đô à, các bạn cứ lấy nha mình làm phép tính cho các bạn này các bạn cứ lấy là 707.08 tám à, các bạn nhân với lại 75% đúng không? 75% ở đây, các bạn sẽ nhân với 0.75. À, ở đây các bạn thấy này, các bạn sẽ nhận được 530.31, đây các bạn thấy chưa? Current payout ở đây các bạn hiển thị là 530.31 đô. À, đấy đây chính là cái số tiền mà các bạn được phân chia lợi nhuận từ tài khoản lãi. Vậy thì để rút số tiền 530.31 đô này á thì các bạn click vào payout request sau đó, các bạn chọn phương thức rút tiền là deal hoặc là À, qua ví crypto Sau đó các bạn điền địa chỉ video Hoặc là ví crypto của các bạn vào Các bạn sẽ đợi từ 2 đến 3 ngày Sau đó tiền nó sẽ gửi về Video hoặc là ví crypto cho các bạn Ở đây ấy, nhiều bạn hỏi là Các bạn đã thực hiện những cái bước Mà mình vừa hướng dẫn rồi Vậy thì cái hoàn 112% phí thi ấy, Cộng với lại 4% bonus lợi nhuận vòng 2 Ở đâu à, Các bạn làm sao để các bạn rút được hai cái khoản hoàn phí và bonus vòng 2 đấy. Đúng không? Nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc là làm sao để rút được cái đấy? Thì mình giải đáp luôn cho các bạn, đó chính là nó sẽ tự động gửi tự động gửi kèm về cho các bạn ở lần phân chia lợi nhuận đầu tiên này. Có nghĩa là các bạn không cần phải thực hiện bất kỳ lệnh rút tiền nào khác nữa. Khi mà các bạn đã thực hiện rút 75% lợi nhuận từ tài khoản live ấy thì nó sẽ gửi tiền gửi tiền về cho các bạn trong đấy bao gồm cả 112% phí thi cộng với lại 4% bonus lợi nhuận vòng 2. Nó sẽ gửi kèm vào trong đấy. Đây các bạn để ý nha. Các bạn để ý ở đây mình sẽ làm một cái phép tính cho các bạn luôn này. Các bạn thấy ở đây gói phí thi quỹ của mình mình đăng ký gói 20.000 đô đúng không? Giá cốc giá gốc của 20.000 đô ấy là 139 đô. Đây, các bạn thấy này, giá gốc của gói 20.000 đô là 139 đô. Đấy. À, tuy nhiên ở đây ấy, lúc mà mình đăng ký ấy, thì mình đã sử dụng mã giảm 5% của mình. Để mình giảm là còn 132.05 đô. Vậy chi là mình mua cái gói 20.000 đô này là hết 132.05 đô. À, được link và mã giảm giá mình đều để ở dưới phần mô tả các bạn. Click vào đấy sau đó mở tài khoản để được giảm nhá. À, rồi các bạn cứ lấy này. Các bạn cứ lấy cái giá tiền mà các bạn đã mua quỹ ấy là 132.05 này Các bạn nhân với lại 112% à, Nhân với lại 112% là các bạn được hoàn là 147.9 đô Đấy các bạn thấy Các bạn được hoàn 147.9 đô à, Tiếp theo là cái bonus vòng 2 Thì cái gói 20.000 đô ấy Vòng 2 nó yêu cầu các bạn phải đạt lợi nhuận là 1.000 đô Vậy chia các bạn được thưởng bonus là 4% 4% của 1.000 tương đương với lại 40 đô Đấy, vậy chi là các bạn được cộng thêm 40 đô nữa. À, tiếp theo là phân chia lợi nhuận tài khoản like. À, cái này thì khi nãy mình đã à, báo các bạn rồi đúng không? Các bạn được chia là 75% lợi nhuận. Thì à, ở tài khoản like mình đạt được lợi nhuận là 707.08 đô. À, thì các bạn cứ nhân với lại 75% là các bạn sẽ ra được là 530.31 đô. Đấy, đây là tài khoản like các bạn được chia là 530.31 đô. Vậy chi tổng số tiền các bạn nhận được ấy, là các bạn sẽ cộng ba cái con số này lại à, 147.9 này cộng 40 này cộng 530.31 này vậy là tổng số tiền các bạn nhận được ấy là 718 à, 718 21 đô các bạn nhận được là 718 21 đô đây chính là số tiền mà các bạn sẽ nhận được khi mà mời ép nó gửi tiền về video hoặc là ví crypto cho các bạn đây mình cho các bạn xem một cái mail À, đây các bạn thấy này, đây chính là cái mail mà mình đã nhận được từ quỹ MFF. À, quỹ MFF nó đã gửi cho mình này. Các bạn đọc nha. Chỉ đang tiếng Việt này. À, thế cho các bạn để ý này, MFF nó đã gửi cho mình là 718,21 đô. À, đúng là cái số tiền mà mình và các bạn vừa tính toán đúng không? 718,21 đô này. Đấy, đây là dạng tiền thưởng uh, tiền thưởng của tài khoản live trực tiếp đấy trong đó bao gồm là 112 phần trăm phí hoàn uh, hoàn phí thi đấy cộng với lại bonus 2 phần trăm ở vòng 2 uh, đấy chính là cái số tiền mà mình nhận được đây mình quay sang cái tài khoản điêu của mình các bạn thấy mình đã nhận được 718,21 đô về ví deal do chính mời đáp trả uh, đây chính là cái hóa đơn mà mời đáp đã thanh toán vào ví deal cho mình đấy các bạn thấy và và cái 718.21 đô này á chính là cái khoản tiền mà mình được phân chia lợi nhuận đầu tiên khi mà mình bắt đầu chơi quỹ. Cái số tiền này mình rút từ giữa năm trước cơ, giữa năm 2022 cơ. Đây chính là khoản tiền đầu tiên mình nhận được từ MFF. Đấy, đây chính là toàn bộ cái quy trình mà các bạn sẽ tính toán số tiền mà các bạn sẽ nhận được ở lần phân chia lợi nhuận thứ nhất còn từ lần phân chia lợi nhuận thứ hai thứ ba trở đi các bạn sẽ nhận được là 80 cái lợi nhuận mà bạn kiếm được từ tài khoản like chỉ duy nhất một cái khoản đấy thôi chứ không còn cái hoàn phí thi hay là bonus nào khác nữa chơi bao nhiêu thì các bạn sẽ được hưởng bấy nhiêu đấy, các bạn nhớ nhá khi mà các bạn rút tiền ở tài khoản like nó sẽ tự động gửi kèm theo cái 112 hoàn phí thi nữa cộng với lại 4 bonus vòng 2 cho các bạn rồi uh, video này mình cũng xin dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo